xin chào tất cả mọi người đã vào kênh Tô Chanh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tô mò cho một bát mì như này nhé. Mình vừa tô xong bức tranh một cô gái đang cũng quả bóng như thế này. Cảm ơn cả nhà đã xem video tô tranh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Cười à. Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã đến với kênh tô tranh của mình. Hãy làm một tô bức tranh để ăn cổ bể đất vào con tài này nhé.